diễn viên Mỹ Linh tạo ấn tượng trong lòng khán giả bởi gương mặt thanh thoát, đầy sức trẻ và máu lửa trong từng vai diễn. Ngoài những thành công trên con đường sự nghiệp, cô còn là người vợ được chồng hết mực cưng chiều. Và người chồng ấy chính là danh hài Lê Huỳnh. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện tình yêu của họ trong Giải Mã Tri Kỷ. Em chào anh. Chào em. Đầu tiên chắc là quý vị khán giả thắc mắc sao mèo gọi như vậy à. Anh Lê Huỳnh thì chắc chắn mọi người cũng đã biết rồi. Bạn Mỹ Linh thì chắc chắn là nhỏ hơn Như rồi, nên Như sẽ gọi như vậy. Chứ không thể nào mà gọi theo anh là kêu bằng chị. Khi bé quá trẻ đúng không ạ? Giống như Ngân Quỳnh đó, dạ, là nhỏ hơn anh. Ngân Quỳnh gặp anh hay kêu bằng anh. Mà bé này thì đóng chung với Ngân Huỳnh kêu bằng má. Cho nên gặp sau này cái anh gặp Ngân Huỳnh anh giỡn kêu má, má Quỳnh không à. Gia đình em hơi ngang trái một xíu. Nhưng mà thiệt tình là gia đình mình chênh lệch bao nhiêu tuổi à? Dạ, chính xác là 30 tuổi. 30 tuổi? Dạ. Trời ơi, vậy phải kể đến cơ duyên nào mà hai người gặp nhau ạ? Cái đầu tiên á, thì anh nghĩ đó là cái duyên phận. Tình cờ gặp nhau trong một cái dịp sinh nhật của đạo diễn Hồ Ngọc Sum. Thì lúc đó thì anh từ bên Mỹ mới bay về. Thì anh Sum, ngay ngày sinh nhật của anh Sum, thì anh Sum anh đang làm, không biết anh về. Anh mới nhắn tin nói em có ở đây không, ra chỗ nhà hàng này anh sinh nhật của anh. Nó dạ em mới về. Thì như vậy chạy ra liền đi, còn một chỗ duy nhất chừa cho em. Thì cái chỗ đó của anh Sum chừa cho anh là ngồi kế anh Sum, thì anh lại ngồi đối diện với lại Linh. Giống như anh ngồi đối diện với em nè. Tại vì Linh đó với lại gia đình rất là thần tượng anh về cái diễn hài. Cho nên là gặp anh thì Mỹ Linh sững sờ. Thì anh say hi chào thì Mỹ Linh mới nói chờ em không, em ngẩn ngơ luôn. Em mới vừa coi anh xong mà em rất là thần tượng anh, tự nhiên gặp anh bữa nay ở đây đúng là cái cơ duyên. Thì hai đứa mới nói chuyện qua nói chuyện lại. Thì sau đó thì mấy ngày sau anh cũng có mời Linh đi ăn một hai lần, rồi sau đó anh lại về Mỹ. Có nghĩa là nghĩ là chắc không có gặp nhau nữa. Nhưng mà duyên cớ không biết sao thì tình cờ gặp trên Facebook, thì nhắn tin qua nhắn tin lại, thì sau đó mới quen nhau luôn. Ok. Em hỏi sơ sơ thôi để mà mọi người biết hoàn cảnh của hai người như thế nào. Thì chương trình đến với cái phần xin chào này, tụi em có sẵn những món đồ gợi nhớ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món đồ vật đầu tiên ạ. Xin mời. Wow. Thấy em hay không? Từ khi tham gia chương trình này em biết ảo thuật luôn á. Cả như có phép luôn hả ta? Dạ đúng rồi, đây là một... Ủa em cũng không biết sao em biến ra cái này luôn ạ. Cái này là sao ạ? Anh nghĩ thường thường mà có một cái đóa hoa hồng thì chắc có lẽ đó là tượng trưng cho một cái tình yêu. Đúng rồi, vậy tặng cho cô gái này. Dạ, em cảm ơn chị. Vậy thì hai người tìm hiểu nhau trong bao lâu? Quen nhau bao lâu rồi mới cưới nhau ạ? Anh với Linh tìm hiểu nhau trong như gần 6 tháng ha. Dạ. 6 tháng sau thì bắt đầu là Linh hỏi mình em cưới. Hỏi cưới ảnh. Mình cưới với anh. Thì Linh mới hỏi anh. Cưới cưới sợ gì. Vậy thì em sẽ hỏi là trong cái thời gian mà quen nhau có gặp khó khăn gì nhau khi mà trên lệnh 30 tuổi lần lần? Có nghĩa là em rất thích kiểu mọi người đàn ông chia sẻ. Anh Quỳnh á là ảnh rất là thương và chăm sóc cho em. Đến là hai đứa quen nhau, tìm hiểu với nhau là trong vòng 6 tháng. Và em là người mở lời đầu tiên là em nói là chồng ơi hay là dùm chồng cưới vợ đi. Thế anh kêu cưới thì cưới. Thế là hai chồng em về nhà nói chuyện với ba mẹ. Xong là tụi em tiến tới hôn nhân luôn. Lúc đầu thì anh nghĩ nếu mà mình cưới Linh á thì không biết là cái cuộc sống mình nó có bền vững hay không. Dạ. Tại vì cái tuổi tác nó cách xa nhau, có những thứ mà mình không thể chịu đựng được với lại một cái người nhỏ tuổi như vậy. Dạ. Và có thể là cô cũng không có thể chịu đựng được những cái gì của một cái người lớn tuổi họ, dạ, họ từng trải. Nhưng mà họ không hiểu sao Linh nhỏ nhưng mà lại Linh có một cái tâm hồn rất là chững chạc, rất là thích hợp với anh. Từ những thứ mà từ món ăn cho đến cái cách sống. Cái năm đầu tiên thì còn có thể có những cái sự gút mắt. Mà tại vì cuộc sống vợ chồng mà thường thường sống chén nó còn khua thì đừng có nói trong đời sống vợ chồng mình không có. Nhưng mà càng ngày đến nay là năm thứ 6 rồi, là 5 năm mấy rồi. Thì càng ngày hạnh phúc của anh với Linh thì anh thấy càng ngày nó càng gắn bó. Nó hạnh phúc hơn. Mới là đây thì mình 5 năm rồi hả? Dạ. Hai chồng em giống như tới thậm chí bây giờ mà em cứ tưởng tượng là mới ngày hôm qua. Tại vì tình cảm của ảnh dành cho em cũng vẫn giống như ngày đầu. Mà thậm chí là bây giờ ảnh còn thương em và chăm em nhiều hơn so với những ngày trước nữa. Có nhiều lúc đi quay á, mọi người hay nói trời ơi nhìn anh Lê Quỳnh á,
ảnh cưng vợ anh quá à. Mà em thì em thấy bình thường, bởi vì không phải là ở chốn đông người là chồng em mới làm vậy. Ở nhà có hai đứa, chồng em vẫn chăm sóc em và vẫn thương em như vậy, là hai chồng luôn luôn lúc nào cũng chia sẻ với nhau hết. Cho nên là cái tình cảm, cái sự thương yêu với nhau càng ngày càng nhiều, hay là sống với nhau càng lâu thì cảm thấy đây đúng là một tri kỷ của mình. Năm em lấy ảnh là em bao nhiêu tuổi? Dạ năm em lấy ảnh là em 22 tuổi. Có phải là vì anh cưới cô vợ trẻ nên anh cảm thấy thanh xuân tràn về không ạ? À? Cái mục tiêu sống của anh á, từ hồi chưa có gia đình cho tới bây giờ, cái mục tiêu sống của anh là mình sống làm sao mình tạo được cái sự vui vẻ, cái sự hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Cho nên khi anh gặp Linh á, mặc dù anh cái số tuổi anh cách xa, nhưng mà thực sự đó, anh hòa hợp với Linh nhiều nhiều thứ đó. Mặc dù anh nhiều khi anh lớn tuổi vậy, chứ nhiều những cái mà đu trend hay gì trên Facebook đó, anh cũng giống như nói là trẻ cũng cập nhật à, anh cũng nhiều cập khi nhật còn cập nhật sớm hơn em à, vậy đó mới có cái sự đồng điệu với nhau. Quan trọng là đồng điệu thì có thể ở bên nhau lâu hơn. Chúng ta cùng đến với món đồ vật thứ hai ạ. Em lại hồ biên. Hai ly rượu. Ngày cưới hồi nãy mọi người có chia sẻ một chút xíu là em rủ anh cưới, cái anh cưới em. Dạ. À, vậy thì lúc mà nói cưới như vậy, gia đình có ý kiến gì không? Dạ, lúc mà em dắt anh này về á, là em không có nói cho ba mẹ em biết là em với anh này đang quen nhau. Dắt xuống ba em còn kêu này bằng anh. Anh lớn tuổi hơn ông già vợ. Dạ. Lần đầu tiên dẫn anh về nhà chơi trước khi đám cưới đó, xong rồi xuống vừa vô gặp cái ông già vợ chạy ra: anh Quỳnh, trời ơi, bữa nay mới gặp anh ngoài đời nghe. Dạ chú kêu vậy tội con, chú con bạn của Linh à. Vậy hả ôi vậy tôi kêu bằng em đi ha. À, em ơi, mời em coi, mời em coi. Dạ. Mà lúc đó gia đình có ý kiến nhiều về cái chuyện kêu khoan cưới hay gì không? Dạ không, tại vì nói thì gia đình em á, là khi mà gặp anh này á, là ba mẹ em cảm thấy là anh này là một người rất là đàng hoàng. Và ba mẹ em tin là cái sự lựa chọn của em là đúng. Tại vì hồi đó và từ nhỏ tới lớn luôn, em quyết định một cái việc gì á là em suy nghĩ rất là kỹ. Và ba mẹ luôn luôn lúc nào cũng tin tưởng vào cái sự quyết định của em. Cho nên là khi mà dắt anh này về á, nhà em không có một cái sự gọi là cản trở nào hết. Và ba mẹ em chỉ nói là hy vọng là nếu mà sau cái lựa chọn của em, chỉ mong là em được hạnh phúc thôi. Vậy thì cái lúc mà yêu nhau tới lúc cưới nhau nó có khác nhau nhiều không em? Lúc đầu á, hồi năm đó thì em còn nhỏ thì em hay bốc đồng. Hễ mà ảnh nói cái gì là em hay cãi lại. Xong rồi sau những lần đó thì em lại nghiệm ra một điều là đã là vợ chồng của nhau mà tại sao mình cứ phải hơn thua nhau làm gì. Nên em suy nghĩ gì đó từ từ, cái em không muốn là lúc nóng giận hai chồng không dành cho nhau những cái lời đàng hoàng thì em phải chấn tĩnh lại. Xong rồi sau này anh này cũng vậy, hai vợ chồng bắt đầu khi nào bình tĩnh lại thì ngồi nói chuyện. Từ đó rồi hai chồng em cảm thấy là không có việc gì mà mình phải nóng với nhau. Rồi em với anh này á, có dù có giận nhau thế nào cũng chừng một ngày em cũng sẽ biết cách là anh này anh thích ăn cái món gì đó, hôm đó mà anh mà giận là em sẽ đi chợ nấu những món ảnh thích, xong rồi em vô trong bếp nói nấu cơm chổng xong rồi nó chồng vô ăn đi, thì là nói vậy cái là hai đứa hết giận. Dễ thương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món đồ thứ ba, và đây là món đồ thứ ba. Bùm, mở ra đi ạ. Chồng mở, anh mở đi. Hả? Dạ anh mở hay em mở cũng được. Hồ biến gì đây? Wow. Ở nhà ai nấu cơm? Đây, một cái nồi và một bộ chén. Cái món này là hợp lắm á. Anh với Linh lại rất là thích vô bếp. Linh nấu trong nhà có nhiều món anh rất thích. Thích nhất Linh làm cái món cá thu chiên, chiên giòn, làm nước mắm là vô địch thế giới, nước mắm mà chua cay đó. Trời ơi, nói về nước miếng nó chảy nè. Ra muống luộc, cá thu chiên, ra muống luộc, chấm với nước mắm, canh cà. Rồi anh ăn, Linh làm món đó là anh ăn anh nhớ hoài. Phụ nữ mà nấu ăn ngon là vũ khí lợi hại để giữ chồng mà. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món đồ vật thứ tư. Và bây giờ cùng mở món đồ thứ tư. Dạ. Mời em. Để em mở cho. Ý. Áo baby. Đó có nằm trong kế hoạch của mình năm nay không ạ? Hiện tại thì vợ chồng em vẫn đang rất là không có kế hoạch gì về cái chuyện kiên cử hết. Và hai chồng em nghĩ rằng là khi nào đủ duyên với con thì lúc đó là tụi em đón chào con thôi. Vậy là mình cũng sẽ háo hức mình đón chào một cái cô công chúa hay một hoàng tử nào đó ra đời. Dạ. Ê, biết đâu vừa có công chúa vừa có hoàng tử là sướng nha. Dạ. Lúc đó là nhớ thông báo cho mọi người cùng vui à. Dạ. Ý như là sanh đôi luôn đó. Dạ đúng rồi, quá sướng đúng không anh? Quá sướng thiệt. Nói chung là hai vợ chồng vẫn đang chờ đủ duyên con sẽ xuất hiện đúng không ạ? Dạ. Anh thích có
mấy đứa con? Thời buổi giờ thì anh nghĩ chắc hai đứa được rồi. Hai đứa là tốt nhất. Hai đứa là được rồi, rất là mong điều đó luôn. Cảm ơn vì sự chia sẻ của hai vợ chồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái phần để thể hiện là hai vợ chồng có hợp nhau hay không, hiểu nhau chưa. Chúng ta cùng đến với tâm đầu ý hợp.